Thanh niên được xem là lực lượng nòng cốt đi đầu trong thực hiện chuyển đổi số. Để khẳng định điều này, sáng nay hàng loạt hoạt động ý nghĩa được tỉnh đoàn Bình Dương tổ chức nhằm hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2023. Tham dự có trưởng ban dân vận tỉnh ủy Bùi Thanh Dân cùng lãnh đạo các sở ngành. Để lan tỏa rộng rãi ý nghĩa của ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2023, buổi lễ hưởng ứng được tỉnh đoàn Bình Dương phát trực tuyến trên ứng dụng Thanh niên Việt Nam và các trang mạng xã hội của tổ chức đoàn tỉnh Bình Dương. Qua đó thu hút hơn 100.000 lượt đoàn viên thanh niên và người dân quan tâm theo dõi. Tại chương trình, tỉnh đoàn Bình Dương triển khai đến các cơ sở đoàn trong tỉnh kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2023 với chủ đề tạo lập và khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị mới. Kế hoạch gồm 3 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm là tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, năng lực số và vai trò của tổ chức đoàn trong chuyển đổi số, tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực số cho thanh thiếu niên, phát huy vai trò nòng cốt đi đầu của các cấp cán bộ đoàn trong chuyển đổi số, tham gia thúc đẩy thực hiện xã hội số. Mong muốn là hôm qua đây sẽ tuyên truyền đến các bạn đoàn viên thanh niên về cái ý nghĩa, vai trò, cái lợi ích của công tác chuyển đổi số và qua đó thúc đẩy cái việc học tập, cái việc lao động, sản xuất kinh doanh để mà góp phần là cùng với lại người dân tham gia công tác chuyển đổi số, phát triển kinh tế xã hội của địa phương đơn vị. Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch, Sở Giáo dục Đào tạo ký kết kế hoạch phối hợp tôn tạo và phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa cách mạng trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Bên cạnh đó, tỉnh đoàn trao tặng 2 máy tính xách tay đến thành đoàn Thủ Dầu Một và thành đoàn Tân Uyên. Vì đã thực hiện hiệu quả chương trình, Tuổi Trẻ Bình Dương cài ví VNPT mến này xây công trình nhiệm kỳ mới, đồng thời tiếp nhận một căn nhà đại đoàn kết với trị giá 50 triệu đồng từ Viễn thông Bình Dương. Đặc biệt trong buổi lễ, tỉnh đoàn phát động đăng ký chữ ký số và cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về chuyển đổi số đến đoàn viên thanh niên toàn tỉnh. Cuộc thi chia thành 3 đợt với nội dung câu hỏi liên quan đến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về chuyển đổi số. Sau lễ hưởng ứng, tỉnh đoàn Bình Dương ra quân thực hiện công trình tuyến đường thanh niên không sử dụng tiền mặt tại phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một. Thăm hỏi động viên đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, tập huấn nâng cao kỹ năng số cho thanh niên, ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào thực tiễn đời sống của thanh niên và kỹ năng an toàn trên môi trường số.